phát nữa, ấn chụp. Đó, đi đi theo. Đấy nha. Quay cận cảnh cái gốc này. Đấy, các bác thấy gốc khủng chưa? À, giờ sẽ tiến hành tiếp tục cắt nhé. Đấy. À, đường hay là cắt đây nữa. À. À. Dừng tí được. Không cầm đi sát vào đây xem nào. Sát quay về cái canh này. Đây. Các bác cho em hỏi là đưa cái thân này thì theo các bác em lấy làm ngọn ở đây hay làm ngọn ở đây? Hay làm ngọn ở cái này. Nó làm ngọn này thì cho cái này thẳng hết ra. Đấy, làm ngọn đây thì cũng rất là quái. Bỏ hết bọn này đi. Đó. Bây giờ tạm thời em cứ cắt đây đã. Bác không cho em ý kiến nhá. Đấy, đi ra xa đi.
Cái ảnh này khô bị hỏng đau quá. Phí quá. Mệt quá. Nào, quay tiếp chưa? Nào, đứng lên quay tiếp đi. Nào, đứng đứng lên che nắng. Rồi. Rồi cho khoác xem tác phẩm nhá. Bỏ zoom đi. Đấy, giờ cho các bác xem tác phẩm này. Được không? Đấy, cái gốc nhá. Thấy không? Đấy, gốc rất là mệt quá. Rất là lắc léo. Các cái tay. Đấy. Ui, đẹp quá. Thôi, ra ra ra. Em bấm chụp cho bố toàn cảnh mấy kiểu nữa thì thôi. Thôi dừng được rồi. Thôi em xin dừng video ở đây nhá. Các bác nhớ bấm đăng ký hoặc là tư vấn cho em nhá. Em xin cảm ơn.